chào quý vị đã trở lại với chương trình Vòng tay cộng đồng tuần này. Đây là chương trình đầu tiên của năm mới năm 2018. Nam Yến mến chúc quý vị một năm mới tràn đầy hạnh phúc, niềm vui và gặt hái được nhiều thành công trong năm mới năm 2018 này. Và kính thưa quý vị, đã có chương trình trước đây Nam Yến có giới thiệu với quý vị về chương trình Hospice thì có rất là nhiều những quý vị gọi cho Nam Yến đặt những cái câu hỏi khác nhau về chương trình Hospice. Tuy nhiên, Nam Yến không phải là một người expert trong chương trình này nên có thể trả lời cho quý vị chỉ những câu hỏi đơn giản mà không có những câu hỏi chuyên sâu về vấn đề Hospice. Thì hôm nay chương trình đã rất là hân hạnh mời được chị Tiffany là nhân viên lâu năm của công ty Vitas Healthcare đến đây để thưa chuyện với quý vị. Chào chị Tiffany. Chị Tiffany cũng chào Nam Yến và Tiffany cũng xin chào quý khán thính giả của đài. Chị Tiffany, em rất là cảm ơn chị bỏ ra chút thời gian. Em biết là năm mới có rất là nhiều công việc bận rộn của chị mà đã đến đây với chương trình Vòng tay cộng đồng. Chị có lời nào chúc quý vị khán giả năm mới không? Thứ nhất thì Tiffany rất cảm ơn Nam Yến cho Tiffany cơ hội trở lại để tiếp chuyện cùng quý khán giả của đài. Và cũng như Nam Yến, Tiffany xin chúc quý khán thính giả một năm mới tràn đầy phước hạnh, bình an và nhất là có nhiều niềm vui và sức khỏe trong cuộc sống. Chị Tiffany, em nhớ cái chương trình thì trước á, thì mình có nói là chương trình Hospice của chị là dành cho những bệnh nhân có bệnh nan y. Tuy nhiên khi mà mình nói về bệnh nan y á, thì có rất là nhiều bệnh có thể nói là bệnh nan y. Thì chị có thể nói rõ hơn là cái bệnh nào thì có thể đủ điều kiện để vào chương trình Hospice của chị không? Ok, để trả lời câu hỏi của Nam Yến thì cái bệnh nan y đúng như Nam Yến nói nó rất là tổng quát. Thành ra nó có những bệnh thì theo tiếng Mỹ, những cái bệnh mà mình nói là không có cơ hội để chữa trị lành hẳn. Thí dụ như mình nói về vấn đề ung thư, những bệnh như là ngay cả những bệnh vì dementia mà vào thời kỳ cuối. Và có những bệnh tim, nhất là những bệnh tim và bệnh phổi. Có nhiều những chứng bệnh và có những cái chứng bệnh thì mình có thể nói là bệnh già mà vào thời kỳ cuối các bác quá mức sức và không thể tự chăm sóc cho mình hoặc không ngay cả vấn đề ăn uống hay sức khỏe nó đi xuống rất là lẹ. Cũng coi như là một trong những bệnh nan y mà có thể hội đủ điều kiện cho hospice. Và cái vấn đề trong cái bệnh mà Tiffany cũng cảm ơn Nam Yến cho chị có cơ hội để chia sẻ với quý vị. Tại vì giống như mặc dù Tiffany có nói ra những cái chứng bệnh của nan y nhưng mà nó cũng không chi tiết đủ. Đúng thì rồi. Có những cái trường hợp bệnh, không phải bệnh ung thư nào cũng cần đến hospice. Đó là Tiffany muốn nói. Những cái chứng bệnh mà thứ nhất là đã qua những cái trị liệu. Đã đi qua những cái trị liệu nhưng mà cái kết quả không có những kết quả mỹ mãn hoặc là không thay đổi tốt hơn trong cuộc sống của người bệnh nhân hoặc là cái cơ thể người bệnh nhân quá yếu, quá mệt mỏi mà không thể tiếp tục những cái trị liệu đó nữa. Thì vì có những cái trị liệu nó làm cho cơ thể đi xuống lẹ hơn. Đúng rồi. Thì một trong những cái trường hợp đó, người bệnh nhân cũng như gia đình có quyền quyết định và chọn lựa. Thì để nói rõ một lần nữa, Tiffany có chia sẻ với Nam Yến cũng như quý khán thính giả lần trước. Thì cái dịch vụ hospice và nói về để cho được hội đủ điều kiện cho hospice. Thì người bệnh nhân có quyền quyết định cho mình. Nhưng mình vẫn phải qua cái sự chẩn đoán của bác sĩ. Vâng, phải qua hoặc là của người y tá. Thường thì cũng như mình nói y tá trưởng theo tiếng Việt Nam mình là RN đó. Thì những người đó họ sẽ coi kỹ lại symptom và những cái triệu chứng, những cái trường hợp và phải coi lại nó đúng theo cái nhu cần thì họ mới hội đủ được. Có một quý vị khán giả có gọi cho em hỏi là lý do tại sao mà tôi hoặc là người bệnh nhân là người thân của tôi đó nên chọn dịch vụ hospice và muốn biết rõ ràng hơn là dịch vụ hospice có thể giúp gì được cho tôi tại vì thường người Việt Nam của mình đó, mình cũng phải hiểu tâm lý là rất là muốn chăm sóc cho người thân của mình cho tới khi mà không còn có thể chăm sóc được nữa. Đúng. Thì họ cũng nói là tại sao dịch vụ hospice có thể tốt hơn cái sự chăm sóc của tôi ạ? Ok, cảm ơn Nam Yến cũng như cảm ơn cái câu hỏi đó rất là quan trọng. Vì câu hỏi đó Tiffany nghĩ cũng nhiều người sẽ có những cái câu hỏi đó. Tại vì lúc nào họ cũng muốn là the best cho cái người thân mình. Của mình. Đúng, đúng. Thì trong cái dịch vụ hospice thì giống như Tiffany nói, nếu mà nói để nói trở lại một chút xíu câu hỏi trước là nó giống như một cái
một cái dịch vụ nó gọi là dưỡng bệnh để cho những người bệnh nhân không thể tiếp tục trị liệu mạnh nữa, nhưng mà mình vẫn trị liệu được. Mạnh ở đây ví dụ giống như chemo hoặc là radiation hay là dialysis hay là những cái gì mà gọi là cần một cái người có sức khỏe nhiều thì mới có thể chịu đựng được những cái cái cách trị bệnh đó. Tại vì quý vị biết không, khi mà người bệnh nhân trải qua những cái hóa trị hay xạ trị đó, nó làm cho mình rất là mệt mỏi. Đúng. Đôi khi cái đó không những không giúp cho mình mà còn làm cho cái người bệnh mệt mỏi hơn và có thể kiệt sức nữa. Đúng. Cảm ơn Nam Miến nói đó. Tại vì chị em, cả hai chị em chúng tôi không phải là những chuyên viên về y tế. Thành ra Tiffany với lại Nam Miến không muốn đi sâu vào vấn đề y tế. Nhưng mà để nói chung thì đúng, đó là một cái khi mà mình có trị liệu về hóa trị hoặc là về chemo hoặc là về radiation là xạ trị thì ai cũng biết là nó làm cho, cũng có thể giúp, nhưng mà nó làm cho cái những cái tế bào sống của mình thiếu đi, mất đi, và nó làm ảnh hưởng, nó làm cho người bệnh nhân rất là mệt mỏi. Và có đôi khi mà mình mệt mỏi quá sức, mình không được, cơ thể không được nghỉ ngơi thì thực sự ra nó hại nhiều hơn là nó giúp, tùy cái đoạn đường. Nếu mà người bệnh nhân đã tới một cái mức độ mà mình nói là advanced, nghĩa là cái bệnh tình nó quá đi xa, hoặc là giống như mình nói cho một người bệnh nhân ung thư mà nó đã lan nhiều nơi rồi mà hóa trị và xạ trị nhiều năm không có kết quả, thì đó là cái chọn lựa tốt nhất, là để cho cơ thể mình được nghỉ ngơi. Nhiều khi qua cái sự nghỉ ngơi và cũng như từ tinh thần đến thể xác, giúp cho người bệnh nhân có thể ổn định tốt hơn. Và khi mà được ổn định tốt hơn thì có thể giúp cho cái cuộc sống mình nó thoải mái hơn, thì nó có thể kéo dài hơn. Thì đó là cái điều mà cái mục đích chính của hospice là điều đó. Và để trở lại như em đã hỏi chị, thì làm sao một người bệnh nhân có thể hội đủ điều kiện, thì giống như nói mình có quyền chọn lựa. Nếu mà mình cảm thấy, Tiffany cũng có nhiều bệnh nhân có ung thư thời gian ngắn trong vòng 2 năm và trị liệu hóa trị và xạ trị, thì chị đã đến lúc mệt mỏi và chị nói chị không muốn đi chemo nữa. Thì khi mà mình ngưng những cái dịch vụ đó, những cái trị liệu đó, thì mình nên có một dịch vụ giống như Tiffany nói, nó là dưỡng bệnh. Mặc dù không trị nhưng mà mình có được cái dưỡng bệnh, thì qua cái dịch vụ hospice thì giống như sẽ giúp gì cho người bệnh nhân. Thực sự cái dịch vụ hospice nó đòi hỏi cả một toán nhân viên. Thành ra khi mà một người thân mình bị bệnh mà một mình phải vất vả chăm sóc, thì có những cái khó khăn, những mệt mỏi. Thứ nhất là mình không có chuyên nghiệp. Cái thứ hai là mình không có đủ sức để mà chăm sóc liên tục những cái khó khăn. Và cái với hospice thì người ta sẽ đến tận nhà của mình, có cả toán nhân viên. Trong toán nhân viên đó có cả bác sĩ, y tá, ngay cả người phụ tắm rửa chăm sóc, và những cái cán sự về xã hội có thể giúp mình về vấn đề giấy tờ liên quan, những vấn đề về xã hội. Và có luôn cả người về mục vụ về tâm linh. Thì với chị, nó bao gồm không những chỉ chăm sóc vấn đề sức khỏe, thể xác, nhưng mà vấn đề về tinh thần và tâm thần, mà ngay cả về tâm linh của mình nữa. Thì giúp cho người nhà, thứ nhất cho người bệnh nhân, khi thấy người nhà mình có được một cái sự hỗ trợ như vậy, thì nó làm cho người bệnh nhân cũng đỡ cảm thấy mệt mỏi. Vì nhiều khi bệnh nhân cảm thấy rằng là khi mình bệnh hoạn, mình là một gánh nặng của người nhà mình. Nhưng mà bây giờ nếu mà mình có cả những cái nhân viên đó hỗ trợ phụ giúp, thì làm cho người bệnh nhân cũng cảm thấy là mình không phải là gánh nặng, mà mình có được sự chăm sóc tốt đẹp của nhiều người khác nhau. Thì cũng là cái ảnh hưởng đối với chị, cũng là một cái ảnh hưởng tâm lý. Và cho người thân thì không những chỉ cho người bệnh nhân, mà người thân, tại vì khi những lúc người bệnh nhân mình đau đớn nhiều, cần thêm thuốc, bớt thuốc, mình có bác sĩ và y tá, mình có thể trực tiếp liên lạc và làm việc chung với họ. Vì ngay cả những người đến tắm rửa, nhiều khi mình thấy nó đơn giản, chỉ là người đến tắm rửa cho người thân, nhưng mà nó rất là quan trọng, vì những người đó chuyên nghiệp. Họ biết cách đỡ như thế nào cho người bệnh nhân không phải đau đớn. Và họ cũng chỉ mình, cho mình có những cái cách để mình đỡ đi. Khi mà mình đỡ người thân mình tránh khỏi những cái trường hợp như là mình bị đau lưng, hoặc là nó có nhiều cái hỗ trợ chẳng những cho người bệnh nhân mà cho cả người gia đình. Thì nó cũng như chị nói, có về cán sự xã hội, cũng về
tâm tinh thần, thì họ có những cái, mình có những cái lo lắng, những cái buồn não gì, thì cái người đó họ cũng có thể giúp cho mình, tâm sự với mình, trò chuyện với mình, hoặc là tìm hiểu cái nhu cần của mình để họ có thể giúp mình. Hoặc là giả những cái gia đình, chị cũng có những gia đình là các bác có medical, có thể hội đủ điều kiện cho dịch vụ mà in-home support services, chăm sóc tại gia, mà nhiều gia đình không biết. Thì qua cái chương trình này, nhiều cán sự xã hội họ nhìn thấy một người có thể không thể chăm sóc cho một người thân mình 24/24, thì họ có thể giúp mình để xin những cái dịch vụ đó. Qua những đó thì mình có được thêm cái sự hỗ trợ và giúp đỡ để có người đến chăm sóc người thân mình trong lúc mình phải đi làm, hoặc là mình bận biểu một công việc khác, thì mình có người hỗ trợ. Thì nói chung là cái hospice đối với chị thì nhiều người thì họ nói đùa, giống như là tiếng Mỹ thì nó gọi là too good to be true. Cái chuyện nó quá không có thể nào mà tại xảy ra, một cái dịch vụ nó tốt như vậy, thành ra không có thể sự thật. Nhưng mà thật sự đó là một dịch vụ mà Tiffany có thể nói là không ai muốn, nhưng khi mình có vấn đề, và đó là một dịch vụ rất là cần thiết cho người bệnh nhân cũng như cho người thân. Và em cũng đồng ý với chị Tiffany, thực sự ra mà để chăm sóc cho một người bệnh nó tốn rất là nhiều thời gian và công sức, cũng như là cái tinh thần của mình. Đúng. Mình cũng phải đi làm chứ đâu có thể nào mà mình 24/24 với người nhà. Bây giờ nếu mình có được cái sự hỗ trợ thì mình sẽ có thể có sức khỏe và tinh thần để hỗ trợ nhiều hơn nữa cho cái người bệnh nhân của mình, thì đó là một điều tốt chứ không phải là một điều mà không nên làm. Đúng, đúng. Chị cũng đồng ý với em. Cái điều quan trọng đối với Tiffany, có nhiều khi mình chăm sóc cho người thân của mình, giống như Tiffany thì có người mẹ rất là lớn tuổi, cũng 80+ ở với mẹ. Mặc dù có những lúc mình nghĩ là mình biết, nhưng mà mình không có phải chuyên nghiệp. Và nhiều khi có đôi lúc, mặc dù cái người đó là người thân của mình rất thương, mình rất yêu, mình muốn chăm sóc, nhưng mà những lúc mình sẽ bị mệt mỏi em. Mình sẽ bị mệt mỏi, và những lúc mình mệt mỏi, và trong khi đó người thân mình thì lại có những đau đớn mệt mỏi riêng về thể xác. Có đôi khi mình giống như mình nói là overwhelm, khi mà mình quá sức của mình, quá sự mệt mỏi của mình, thì cái sự chăm sóc của mình nó không còn giống như nó không còn hoàn hảo, và nó không có làm cho người bệnh nhân được hài lòng. Thành ra đâm ra khi mà mình có những cái hỗ trợ dịch vụ của những người khác nhau, và họ là những người chuyên nghiệp, thì họ chỉ đến, họ chỉ chăm sóc một người thân một cái thời gian nào đó, thì họ có thể bỏ hết tâm tư, tâm tình và tâm sức của họ để lo cho người thân của mình. Trong khi đó mình được có sự nghỉ ngơi. Và cái quan trọng là những lúc khi mà quý vị có những khó khăn, hoặc là thí dụ bệnh tình bệnh nhân thay đổi, hoặc là những cái cơn đau nó thay đổi nhu cần, mình biết mình sẽ gọi ai, để rồi mình không có cảm thấy là ô tôi mỗi lúc cần mình chỉ gọi 911, nhưng mà mình không có thể gọi 911 giống như là mình nói mỗi ngày được. Thành ra những lúc đó những cái có nhiều khi cái triệu chứng nó không có cần thiết phải vào 911, nhưng mà nó cần cái sự quan tâm và cái sự chăm sóc của bác sĩ cũng như y tá, thì mình có thể liên lạc với hospice để họ có thể gửi người đến chăm sóc cho người thân mình. Kính thưa quý vị, xin quý vị đừng rời màn hình, chúng tôi sẽ trở lại ngay sau một vài phút vậy.